Trong video này mình sẽ chỉ cách phân biệt 5 loại kem cô nê giả nhái, hiện tại đang có bán trên thị trường. Mình đã rất mất công đi tìm để về chỉ cho bạn biết cách phân biệt hàng thật và hàng giả. Hy vọng bạn xem xong video này sẽ biết được hàng thật như thế nào và biết cách chọn mua kem cho đúng nhé. Nhớ đăng ký kênh của shop mình để có thể xem thêm những sản phẩm mới đang được nhiều người mua hiện nay. Bên dưới video mình có để số điện thoại Zalo cho bạn cần tư vấn hay mua kem này của shop mình thì nhắn cho shop. Zalo của shop là 0376102822. Mọi thông tin về cách phân biệt kem thật giả hay mẫu mới nhất như thế nào mình để link dưới phần mô tả, bạn bấm vào xem để biết, tránh mua nhầm hay bị người khác lừa mua phải hàng nhái nhé. Hiện tại có 5 loại kem giả nhái theo hàng chính hãng của Thái Lan, các loại này đang được bán nhiều trên thị trường, nhiều bạn chưa bao giờ dùng kem này, hoặc dùng rồi mà không để ý thì cũng dễ bị mua nhầm kem giả lắm. Bây giờ mình sẽ chỉ cách phân biệt chi tiết nhất cho bạn, nhớ xem kỹ để còn biết cách phân biệt hàng giả nhé. Đầu tiên mình sẽ chỉ cho bạn biết cách phân biệt kem cô nê giả loại thứ nhất. Loại kem giả này giống như hàng thật của Thái Lan nhất. Nó được gia công sản xuất ở Việt Nam. Kem này mẫu mã giống y chang như hàng Thái chính hãng, không có một cái gì khác với hàng thật. Nên nếu bạn chưa bao giờ dùng thì không thể phân biệt được. Thậm chí có nhiều người bán hàng cũng không nhận ra luôn, nên nhập về bán hàng giả mà không hề hay biết. Nhìn qua vỏ hộp bên ngoài thì gần như là không thể phân biệt được. Bên phải là hàng giả, còn bên trái là hàng Thái Lan chính hãng. Từ màu sắc, hình ảnh hay nét chữ đều giống nhau. Nhiều bạn nói check mã vạch hay mã code thì ra hàng thật, nhưng sự thật thì không phải. Mã vạch hay mã QR làm giả dễ, chỉ cần copy rồi photo ra, sau đó quét lên mã thì đều cho ra kết quả giống nhau. Theo mình sẽ bóc hộp kem ra và chỉ cho bạn cách phân biệt loại kem giả này. Thật sự thì chỉ còn cách phân biệt chất kem hay mùi kem, hay màu và mùi nước hoa hồng nữa thôi. Trên nắp hộp giấy bạn cũng thấy là bây giờ cũng đã có viền trắng luôn giống như hàng Thái chính hãng rồi. Nếu phân biệt bằng cách xem có viền trắng này hay không thì bạn khó có thể nhận ra được, vì thế mà nhiều người nhập hàng về bán. Nếu không biết được cách phân biệt thì sẽ bán cho bạn hàng giả, vì chính họ cũng không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Và cái tem bên trong hộp giấy này, hàng giả cũng có màu đỏ luôn, giống với hàng thật. Nếu bạn chưa bao giờ dùng kem cô nê thì thật sự không thể biết được hàng giả luôn ấy. Nhìn hai hộp kem dưỡng này, về kích thước và màu sắc kiểu dáng giống nhau, không thể phân biệt được, tinh vi đến mức cả hai hộp kem giống như từ một khuôn đúc ra vậy. Hai chai nước này cũng vậy, kích thước, kiểu cách y hệt nhau, chỉ khác một chút là nhãn kem thật bên trái có màu sắc tươi đậm hơn. Sự khác nhau giữa kem thật và kem giả nằm ở cái nút chai bên trong này. Nút chai kem thật bên trái thì bằng phẳng, không chắc chắn bằng, còn nút chai kem giả bên phải, nó cong lùi lên, nhìn có vẻ dày và chắc chắn hơn. Mình sẽ nghiêng chai để bạn có thể nhìn thấy màu nước bên trong. Màu chai nước kem giả vàng đục hơn, còn nước kem thật có màu vàng nhẹ hơn, không có mùi đồng, nước kem thật có mùi đồng đồng. So sánh hai hộp kem dưỡng, khá là giống nhau, loại kem cô nê thật, để lâu nó sẽ nổi hạt kim tuyến lấp lánh, nếu là kem mới thì không có nổi hạt như nhiều bạn nói, có hạt mới là kem thật, điều này không phải, shop mình bán nhiều năm rồi, nên có để ý chất kem là, nếu để lâu hoặc nóng thì mới có nổi hạt kim tuyến này, còn kem thật mà mới thì vẫn không có hạt, còn kem giả bên phải, thì bạn có để bao nhiêu lâu nữa, thì nó cũng không hề nổi hạt, và khi mua kem bạn để ý, kem thật có mùi thơm dịu, kem giả mùi nồng hoặc không có mùi thơm. Đó là cách phân biệt loại kem giả thứ nhất, loại này cực kỳ khó phân biệt, nếu bạn chưa dùng hoặc không để ý thì khó phân biệt lắm. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt loại kem giả thứ hai nhé. Kem giả thứ hai này cũng khó phân biệt được, nếu nhìn từ bên ngoài, từ kích thước hộp, kích cỡ chữ hay phông chữ cũng giống nhau, chỉ hơi sai lệch màu một chút, hoặc khoảng cách giữa các viền màu dày hơn mỏng hơn giữa hai hộp kem. Có thể phân biệt ở chỗ này là khá rõ ràng nhất, hộp kem thật bên trái có hạn sử dụng là 2 năm, trong khi đó hạn sử dụng của hộp kem giả là 3 năm. Mặt sau hộp giấy này, bạn sẽ thấy hộp kem thật có hình ảnh được in một cách rõ ràng và sắc nét, chứ không mờ nhòe như hộp kem giả. Bên hông hộp kem bạn cũng có thể phân biệt được sự khác nhau giữa các đường viền màu dày mỏng không giống nhau, màu cũng khác nữa, nhưng mà phải có hai hộp kem trên tay thì bạn mới có thể nhìn thấy được. Loại kem giả này cũng được sản xuất tại Việt Nam, do nhu cầu cần mua kem này nhiều, nên một số người làm hàng giả để bán ra thị trường nhằm trục lợi. Loại kem cô nê giả này bạn cũng có thể phân biệt chỗ này, khi mở nắp hộp giấy bạn sẽ thấy, hộp kem giả bên phải không có viền trắng, còn hộp kem thật bên trái có viền trắng. Tương tự thì bên dưới đáy hộp kem cũng vậy, kem giả sẽ không có viền trắng giống như kem thật. Hai chai nước đều có kích thước giống nhau, chỉ có nhãn kem thật là màu sắc tươi tắn và đậm màu hơn mà thôi. Phân biệt kem giả này thì bạn cũng có thể xem bằng cách mở nắp chai nước ra, nút chai nước của kem giả bên phải sẽ dày và cong lùi lên, trong khi đó kem thật mỏng và bằng phẳng. Màu nước của chai nước kem giả có vẻ vàng đục nhiều hơn, nó không có mùi, hoặc mùi thơm khác, không giống mùi đồng như kem thật chính hãng Thái Lan. Kem dưỡng của kem giả này có để bao nhiêu lâu nó cũng không nổi hạt kim tuyến, còn kem thật thì lúc mới không nổi hạt, nhưng để lâu nó sẽ nổi hạt lên, mùi kem thật thơm dịu, kem giả thì không có mùi rất khác.
Thế khi mua hàng, bạn không nên quan tâm đến kem có nổi hạt hay không, mà nên quan tâm đến mùi kem, cũng như shop bán hàng có hiểu biết về kem thật giả và uy tín để mà mua, chứ không cần quan tâm đến kem có hạt, vì kem thật mới sản xuất nó cũng không có nổi hạt. Trong hộp kem chính hãng cũng có tờ giấy hướng dẫn với nhiều thứ tiếng, còn kem giả thì không có tờ giấy này. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt loại kem giả thứ ba đang có bán ngoài thị trường để bạn biết nhé. Đây là loại kem giả thứ ba mình muốn chỉ cho bạn biết. Mẫu kem giả này giống với mẫu kem Cone thật trước đây, nhưng vì sau đó xuất hiện hàng giả nhiều quá, nên nhà sản xuất đã bỏ mẫu kem Cone này. Nếu bây giờ trên thị trường vẫn có bán loại kem như thế này thì hầu như đó là hàng giả. Như bạn có thể nhìn thấy, thì hình ảnh mặt sau của hộp kem khác nhau hoàn toàn, hộp kem giả với hình ảnh màu xanh, chứ không phải là màu đỏ. Bên hông hộp kem thì giống nhau hoàn toàn, từ kiểu chữ và cả màu sắc nữa. Trước thì chỗ tem có chữ số 1000 này cũng khác nhau. Và dưới đáy hộp kem, thì hạn sử dụng của cả hai hộp kem đều là 2 năm cả. Nhiều bạn nói check mã vạch sẽ ra kem thật giả, nhưng mà mã vạch làm giả dễ lắm nên check mã sẽ không chính xác được. Sự khác nhau cũng dễ dàng nhìn thấy ở tem bên trong hộp, tem của kem giả có màu xanh dương, còn tem kem thật là màu đỏ. Hai chai nước đều có kiểu dáng và màu sắc giống y hệt như nhau. Nếu có hai mẫu chai nước thật giả trên tay, thì bạn cũng có thể nhìn thấy chúng cũng có hơi khác nhau một chút trên nắp chai. Màu sắc nước trong chai cũng khác nhau, hàng giả thì vàng sậm và không có mùi nồng giống như chai nước của kem thật. Dưỡng cũng thế, kem giả nhìn nó bóng mượt, trơn láng, có mùi thơm, nhưng thơm kiểu khác, không giống mùi thơm của kem thật. Bạn nào dùng kem Cone rồi thì chỉ cần ngửi mùi là có thể phân biệt được. Theo là mẫu kem giả thứ tư, mẫu kem này là hàng của Campuchia, kem Cone của Campuchia cũng được bán rộng khắp trên thị trường Việt Nam, và khiến nhiều người tranh cãi nhất, và cũng có nhiều người xài kem Cone của Campuchia hợp với da và đẹp nữa. Kem Cone của Campuchia sẽ có tem chữ 1000, nằm ở trên nắp hộp như thế này. Mẫu này cũng có hai tem khác nhau giữa hàng Thái chính hãng và hàng nhái của Campuchia. Lại thứ mọi thứ trên hộp kem giống nhau, chúng chỉ khác nhau chút ít, nếu bạn có hai hộp trên tay thì mới so sánh được. Và ở mặt sau hộp có màu sắc và thiết kế khác nhau, nhìn qua cũng dễ dàng phân biệt được hàng Thái và hàng Campuchia. Kem bên trong của kem Thái Lan chính hãng là màu đỏ, còn kem nhái của Campuchia có màu xanh. Hai chai nước hoa hồng của hàng Thái và hàng Campuchia giống nhau hoàn toàn, không có gì khác nhau để có thể phân biệt được. Hai nút chai cũng giống nhau luôn, mùi cũng hơi giống nhau nên cũng khó phân biệt lắm. Tại kem Campuchia có nhiều người cũng xài hợp, mà không biết về lâu dài da có bị ảnh hưởng gì không, trên mạng người ta tranh cãi kem Campuchia này nhiều lắm. Hộp kem cũng khá giống nhau, kích thước và màu sắc tương tự nhau, chỉ có hộp kem Campuchia hơi chảy xước ở chữ Cone. Mấy loại kem giả thì kem Campuchia có chất kem và mùi kem giống với hàng Thái nhất, bạn cũng dễ bị mua nhầm phải hàng Campuchia nếu chỉ kiểm tra bằng cách thử mùi kem hay nhìn bề mặt kem, vì nó giống với kem Thái lắm. Theo mình sẽ chỉ cho bạn loại kem giả thứ 5. Loại kem Cone giả này được bán với giá cực cao, có thể lên đến hơn 180.000, và rất nhiều người bị lừa mua phải kem giả này với giá rất cao mà không biết là mình mua phải kem giả. Hy vọng khi bạn xem được video này thì bạn có thể biết được đây là hàng nhái, được bán với giá rất cao, và đừng để người ta lừa bạn nữa. Bán thử nghĩ mà xem nếu kem Cone được nhiều người biết đến và tìm mua, nhưng tại sao loại kem giả có dán tem này lại chỉ có vài người bán, thậm chí giá cao quá mức so với hộp kem nhỏ xíu, chưa kể tem dán lại là tem bằng tiếng Việt, trong khi kem là kem của Thái Lan. Mình hy vọng khi bạn xem được video này, sẽ không còn bị người ta lừa mua với giá cao cắt cổ cho kem giả này nữa. Ngoài 5 loại kem giả mình giới thiệu trong video này, thì còn có nhiều loại hàng Cone giả khác nữa, nhưng 5 loại này là được bán nhiều nhất và khó phân biệt hơn những loại giả khác. Mong là bạn sẽ mua được đúng hàng Thái Lan chính hãng, vì kem này bôi lên mặt, nên bạn phải đảm bảo an toàn cho da mặt trước tiên, bôi phải kem giả nhiều khi chưa hư da mặt liền, mà phải nhiều tháng nhiều năm sau da mặt mới hư tổn nặng. Bạn còn thắc mắc gì nữa thì nhắn tin để shop tư vấn cho, số Zalo của shop bên dưới mô tả của video nhé.